biểu tượng cho sức mạnh thống trị đại dương của lực lượng hải quân hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại. Những chiếc tàu sân bay khổng lồ luôn được xem là con át chủ bài trong chiến lược răn đe, can thiệp của Hoa Kỳ trên khắp hành tinh. Nhưng cũng chính vì quá cồng kềnh và đắt đỏ, những chiếc tàu sân bay cũng bị xem là sẽ trở thành những mục tiêu không thể tuyệt vời hơn đối với bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào của người Mỹ. Với tư cách là quốc gia hội tụ những bộ não tinh hoa bậc nhất thế giới, hơn ai hết, người Mỹ hiểu rất rõ điểm yếu trí tử đằng sau vẻ ngoài hầm hố của những con tàu sân bay và đang đưa ra những giải pháp mới cùng hy vọng có thể tăng cường khả năng phòng thủ cho những pháo đài di động của họ. Nhưng những biện pháp đó liệu có thực sự giúp cho những con tàu sân bay trở nên an toàn hơn trước tốc độ phát triển như vũ bão của các loại tên lửa siêu thanh diệt hạm hay những lớp tàu ngầm tàng hình mới? Không cần phải suy nghĩ thêm nhiều nữa. Mọi thắc mắc của các bạn sẽ được kiến thức quân sự giải đáp ngay trong video ngày hôm nay. Có thể bạn chưa biết, theo các chuyên gia Hoa Kỳ, những loại vũ khí thực sự có thể bị coi là mối nguy thường trực đến các tàu sân bay lớp Ford, lớp Nimitz trong quân đội Mỹ chỉ có thể là các phi đội tiêm kích, cường kích, oanh tạc cơ hiện đại, các loại tàu ngầm tàng hình và tên lửa diệt hạm. Điều đó cũng có nghĩa là để giữ an toàn không chỉ cho những chiếc tàu sân bay mà còn là cả vũ khí, trang thiết bị cùng từ 3.000 đến 5.000 sĩ quan và binh lính trên đó, người Mỹ chỉ cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật có thể ngăn chặn đồng thời những con tàu ngầm, tên lửa siêu thanh hay các chiến đấu cơ của đối phương, nhưng vẫn phải gọn gàng và tiết kiệm hết mức có thể. Bởi một chiếc tàu sân bay cùng đội tàu hộ tống cho nó, về cơ bản là đã quá cồng kềnh và đắt đỏ. Việc đầu tiên để những chiếc tàu sân bay không trở thành những tấm bia tập bắn di động cho những quả tên lửa chống hạm siêu thanh hay những loại ngư lôi được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay như Poseidon của Nga. Những căn cứ quân sự trên biển này buộc phải tự thân có khả năng di chuyển với tốc độ đáng kể để ít nhất cũng có thể di chuyển đến nơi an toàn hoặc làm giảm độ chính xác của hỏa lực địch. Nắm rõ điều này, người Mỹ đã không ngại trang bị lên những chiếc tàu sân bay của mình loại động cơ cực khỏe. Như đối với lớp tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, thì đó là hai lò phản ứng hạt nhân A4W được bố trí trong các khoang riêng biệt. Chúng cung cấp năng lượng cho 4 chân vịt và có thể di chuyển liên tục trong nhiều tuần với tốc độ tối đa trên 56 km/h. Dù có phần hơi chậm hơn so với tốc độ trên 100 km/h của một chiếc xe máy Dream, nhưng đó vẫn là quá nhanh đối với một con tàu có lượng choán nước gần 100.000 tấn và gần tương đương với tốc độ 60 km/h một con tàu tên lửa tấn công nhanh như tàu lớp Monia mà Việt Nam có sở hữu. Tốc độ 60 km/h cũng được coi là đủ nhanh để tạo lợi thế đối với con tàu có lượng choán nước chỉ tầm 450 tấn. Tốc độ nhanh có thể di tản đến bất kỳ căn cứ hải quân nào của Mỹ trên khắp địa cầu, cùng khả năng chuyển hướng linh hoạt, rõ ràng sẽ khiến việc bắn hạ những cỗ pháo đài di động trên biển này, đặc biệt là bằng ngư lôi tàu ngầm, thêm phần khó khăn, bởi việc thực hiện các thao tác né tránh ngay khi phát hiện ra mình đang trở thành mục tiêu của một chiếc tàu ngầm hoàn toàn không phải là bất khả thi đối với những con tàu sân bay Mỹ vốn luôn được hỗ trợ bởi những khí tài trinh sát hàng đầu thế giới, từ những máy bay săn ngầm đến các vệ tinh. Không dừng lại ở đó, khả năng tự bảo vệ mình của những chiếc tàu sân bay lớp Ford, Nimitz còn nằm ở một loạt radar phòng không tầm xa hay các radar dò tìm mục tiêu tầm gần, chuyên dùng để phát hiện những phương tiện của đối phương trên mặt nước hoặc trên không. Đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến các loại radar AN/SPS-48 được trang bị trên tàu, có thể phát hiện máy bay đối phương ở khoảng cách 460 km. Hoặc radar AN-SPQ-9 có thể phát hiện và theo dõi hướng bay của những mục tiêu như tên lửa hành trình diệt hạm, máy bay không người lái cỡ nhỏ hoạt động tầm thấp ở khoảng cách 37 km. Để đối phó với các tàu ngầm tàng hình, người Mỹ cũng cẩn thận trang bị thêm hệ thống phòng thủ AN-SLQ-25A Nixie, chuyên dùng để chống lại mối đe dọa tới từ ngư lôi của đối phương. Đến cả các hệ thống phòng thủ tầm ngắn trên những chiếc tàu sân bay Hoa Kỳ cũng hết sức đa dạng, nhưng phổ biến nhất vẫn là 3 hệ thống Phalanx CIWS, bao gồm pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực, hai hệ thống Mk57-13 chứa các tên lửa tầm ngắn Sea Sparrow. Và cuối cùng là hai hệ thống tên lửa phòng không RIM-116. Thế nhưng trên thực tế, việc những chiếc tàu sân bay bị dồn vào đường cùng đến mức phải tự xoay sở để bảo vệ mình đã là tình huống khó xảy ra và không thể bi đát hơn đối với Hải quân Mỹ. Bởi những chiếc tàu sân bay của người Mỹ dù đóng vai trò trung tâm nhưng thực ra vẫn chỉ là một phần trong cái gọi là nhóm tác chiến tàu sân bay, và chúng không bao giờ hoạt động độc lập. Có thể bạn chưa biết, nhóm tác chiến tàu sân bay, viết tắt là CSG, là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm tác chiến trên biển có thể được triển khai ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Trong đó, đội hình tiêu chuẩn của một nhóm tác chiến tàu sân bay được xây dựng xung quanh một con tàu sân bay đóng vai trò làm trung tâm sức mạnh. Nó mang theo những chiếc tiêm kích hạm, thường mang được tới 60 máy bay. Loại thường thấy nhất trên các tàu sân bay Mỹ là FA-18 và F-35C, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, trực thăng tấn công mặt nước kiêm chống ngầm MH-60S Seahawk và máy bay vận tải C-2 Greyhound. Ngoài là căn cứ di động cho các máy bay quân sự, tàu sân bay còn đảm nhận vai trò điều phối và chỉ huy toàn bộ hoạt động của cả nhóm. Ngoài ra, đội hình cơ bản của một nhóm tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ thường có 2 đến 3 tuần dương hạm tên lửa lớp Ticonderoga, 3 đến 4 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, 1 đến 2 tàu ngầm tấn công hạt nhân, 1 đến 2 tàu hậu cần. Riêng đối với các tàu hậu cần, chúng sẽ không thường trực xuất hiện trong đội hình tác chiến, mà sẽ chỉ thực hiện tiếp nhiên liệu hàng không cho máy bay trên tàu sân bay và dầu diesel cho đội tàu hộ tống. Chúng thường đi cuối đội hình, khi đã bơm hết nhiên liệu cho các tàu hộ tống, chúng sẽ quay về căn cứ và được thay thế bằng tàu khác. Thế nhưng không phải đội hình hộ tống cho tàu sân bay lúc nào cũng cứng nhắc theo biến chế thường thấy, mà có thể thay đổi tùy vào tính chất nhiệm vụ. Tùy theo tình hình từng nhiệm vụ mà nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ được phối thuộc thêm từ 1 đến 2 tàu ngầm hạt nhân nhằm đối phó với các mối đe dọa dưới mặt nước. Không những thế, những binh lính chỉ huy quân sự làm việc trong một nhóm tác chiến tàu sân bay đều là những binh lính chuyên nghiệp được đào tạo bài bản với tần suất dày đặc qua các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, đủ để tất cả binh lính chuyển vào trạng thái chiến đấu, hiệp đồng tác chiến ngay lập tức sau khi nổ ra chiến sự. Vì vậy, trước các nhóm tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ, ngay cả sử dụng chiến thuật tấn công phủ đầu cũng là hành động cực kỳ nguy hiểm, bởi để lên kế hoạch tấn công một nhóm chiến hạm hùng hậu như vậy, dù với chiến thuật nào đi chăng nữa, bên tấn công cũng phải tập trung một lực lượng đủ lớn cùng các trang thiết bị tối tân, sẵn sàng trong trường hợp quân Mỹ phản công. Thế nhưng hoạt động tập trung trang thiết bị càng kỹ sẽ càng phát sinh thêm nhiều thời gian, cũng như vô tình phát đi tín hiệu đến các phương tiện trinh sát, cảnh báo được tích hợp trên cả những chiếc tàu ngầm đến những chiếc trực thăng của người Mỹ. Ngay khi phát hiện ra dấu hiệu tấn công của kẻ thù, các tiêm kích FA-18, F-35C trên bong tàu ngay lập tức sẽ bước vào trạng thái chiến đấu. Chúng hoàn toàn có thể thực hiện không kích chớp nhoáng vào các căn cứ sâu trong đất liền, tấn công các máy bay hoặc các bệ phóng tên lửa của đối phương, kể cả khi những chiếc chiến đấu cơ của quân thù có thể vượt qua các máy bay FA-18, F-35C của người Mỹ trong khoảng thời gian ngắn, hoặc bằng một cách nào đó, đối thủ của người Mỹ có thể tập trung các bệ phóng tên lửa vào vị trí tác chiến, uy hiếp trực tiếp vào đội hình tác chiến tàu sân bay. Họ ngay lập tức sẽ được đón tiếp bằng các tên lửa từ 122 giếng phóng tên lửa thẳng đứng Mk41 trên mỗi tuần dương hạm tên lửa lớp Ticonderoga, kết hợp với 90 đến 96 giếng phóng trên mỗi khu trục hạm lớp Arleigh Burke. Vừa có thể phóng tên lửa phòng không như RIM-156, RIM-161 để đánh chặn, vừa phóng loại tên lửa tấn công mặt đất như tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk nhắm thẳng vào các căn cứ hỏa lực của đối phương. Bên cạnh đó, các ống pháo ngư lôi từ cả hai loại tàu khu trục này cũng sẵn sàng bổ sung hỏa lực trong trường hợp đội hình bị đối phương tấn công bằng các loại tàu mặt nước, tàu ngầm. Cùng là tàu tuần dương hạm Kirov của Nga thiên về khả năng tấn công và độc lập tác chiến, những tàu tên lửa Ticonderoga của người Mỹ lại nổi trội nhờ hệ thống chỉ huy phòng không cực kỳ ưu việt dựa trên hệ thống phòng thủ Aegis được thiết kế để đối phó với hầu hết các mối đe dọa khác nhau. Ngay khi kết hợp với không đoàn trên tàu sân bay, đội tàu chiến khu trục hạm, tuần dương hạm này có thể nhanh chóng loại bỏ các hệ thống dẫn đường tấn công của đối phương. Các cụm tàu sân bay Mỹ cũng thường được biên chế một hoặc nhiều tàu ngầm tấn công tàng hình để tiêu diệt các mối đe dọa dưới lòng biển và trên mặt nước. Điều đó càng khiến nhiệm vụ vượt qua các tầng hỏa lực phòng thủ của một đội hình tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ lại càng thêm bội phần khó khăn. Ngoài ra, các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles Virginia luôn đảm nhận vai trò trinh sát và phòng vệ dưới nước cho các nhóm tác chiến tàu sân bay. Tàu ngầm thường đi trước để trinh sát và cảnh báo cho nhóm tác chiến về hoạt động của tàu mặt nước và tàu ngầm đối phương. Trong các nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm, một tàu ngầm sẽ dẫn đầu nhóm và một tàu khác canh chừng ở phía sau đội hình, và chúng sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ tàu ngầm, tàu mặt nước đối phương nào. Ngay cả khi đối phương có thể tấn công, gây được thiệt hại cho nhóm tác chiến, chúng cũng có thể đáp trả tương xứng bằng các đòn tấn công bí mật bằng tên lửa Tomahawk tấn công các mục tiêu sâu trong đất liền. Thậm chí trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh tổng lực, các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đủ sức giáng những đòn mang sức mạnh hủy diệt lên các căn cứ quân sự, thành phố lớn, từ đó tạo ra những thiệt hại không thể bù đắp, đánh quỵ khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của đối phương. Còn nếu bên tấn công muốn gây bất ngờ chỏi quân Mỹ, họ có thể ra lệnh tấn công bất ngờ bằng ngư lôi và tên lửa ngay lập tức, đổi lại là tỷ lệ thành công cực thấp và nguy cơ bị đánh chặn hoặc thất thủ trước các đòn phản công là rất lớn. Bên cạnh đó, những mẫu súng máy hạng nặng Browning M2 12,7 x 99 ly cho tốc độ bắn đến 600 viên trên phút, dù không đáng kể nhưng cũng phần nào giúp tăng khả năng phòng thủ cho mỗi tàu chiến khi có thể ngay lập tức tấn công, đánh chặn các mục tiêu nhỏ như UAV, trực thăng, đồng thời hỗ trợ phòng không tầm trung cho các phương tiện khác hoặc tiêu diệt các tên lửa chống hạm đã vượt qua được hệ thống phòng thủ tên lửa của đội hình. Theo một số chuyên gia, thực ra hệ thống dẫn đường trên những tên lửa đạn đạo chống hạm ngày nay của cả Trung Quốc hay Nga đều vẫn còn rất sơ khai, bất chấp việc chúng đã được cải thiện đáng kể về tốc độ, tầm bắn, và Hải quân Mỹ hoàn toàn đủ năng lực để vô hiệu hóa được chúng, nhất là khi các tên lửa được bắn ra từ khoảng cách hàng nghìn km. Cho đến hiện tại, 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ dù vẫn chứng minh được khả năng chiến đấu đáng kể và sức mạnh của chúng vẫn xứng đáng là biểu tượng không thể chối cãi của lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, chừng nào còn chiến tranh, chừng đó các thế hệ vũ khí mới còn được ra đời và phát triển, kéo theo quá trình đào thải các loại vũ khí cũ. Vì vậy, những ý kiến cho rằng đến một lúc nào đó, chiếc tàu sân bay cuối cùng sẽ rời khỏi biên chế Hải quân Mỹ như những thiết giáp hạm khổng lồ trước kia hoàn toàn không phải vô căn cứ. Thật vậy, dù cho đến hiện tại, các tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D và DF-26 của Trung Quốc có khả năng nhắm trúng tàu sân bay đang di chuyển ở khoảng cách lên tới gần 4.000 km, hay tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga với tốc độ Mach 10 gấp 10 lần vận tốc âm thanh, có thể chưa hoàn toàn đủ sức đập tan các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trừ khi nó được trang bị đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, trong thời gian Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến vô nghĩa từ Việt Nam đến Trung Đông, Afghanistan, một nguồn lực đáng kể của toàn bộ nước Mỹ đã bị tiêu hao, tạo điều kiện cho các quốc gia khác, điển hình là Trung Quốc, vươn lên, rút ngắn khoảng cách về mọi mặt với Mỹ. Với tốc độ phát triển của công nghệ quân sự hiện nay cùng nguồn lực kinh tế dồi dào, rất có thể chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, những thế hệ tên lửa chống tàu sân bay mới tinh vi hơn sẽ ra đời, trong khi việc nâng cấp, đóng mới những chiếc tàu sân bay cũng như các hệ thống phòng thủ của nó đã bắt đầu khiến người Mỹ trở nên ngán ngẩm với số tiền khổng lồ phải bỏ ra. Theo nhiều chuyên gia, chưa cần đến tên lửa của Nga hay Trung Quốc, chỉ riêng chi phí đắt đỏ cũng có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ, kể cả là trong thời bình. Chỉ riêng chi phí đóng siêu tàu sân bay mới nhất U.S. Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đã lên tới 13 tỷ đô la. Đó là chưa kể tới con số 6,5 tỷ đô cho 74 máy bay trên tàu sân bay, cùng 10 tỷ đô cho các tàu hộ tống. Theo tạp chí Popular Mechanics, chi phí để tháo dỡ các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng không hề rẻ. Việc tháo dỡ tàu sân bay USS Enterprise đã bị Hải quân Mỹ loại biên có thể tiêu tốn từ 1 đến 1,5 tỷ đô. Trong đó phần lớn chi phí này là để xử lý 8 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A2W. Nhưng bất chấp nguy cơ có thể đi vào dĩ vãng trong tương lai, cho đến hiện tại khả năng phòng vệ của những chiếc tàu sân bay thực sự vẫn là rất đáng gờm và vẫn là một công cụ đắc lực của người Mỹ, không chỉ trong chiến lược răn đe quân sự mà còn trong cả chính trị và ngoại giao.